truyền hình SCT sau xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong những ngày qua cái chuyện mà Ủy ban 6 tháng Giêng à, điều tra cái vụ à, bạo động vào ngày 6 tháng Giêng 2021 nó lại có lùm xùm thêm một số chuyện. À, trong đó người ta thấy là có một cái chuyện đáng chú ý đó là con trai trưởng của ông Donald, Jay, ông Donald Trump tức là ông Donald Jay Trump. À, theo CNN cho biết là họ xem được cái tách mà của Ủy ban 6 tháng Giêng cho thấy là hai ngày sau cuộc bầu cử vào năm 2020, có nghĩa là ngày 5 tháng 11 2020 thì ông Donald Trump Jr. có tách cho ông Mark Meadow lúc đó là tránh văn phòng tòa Bạch Ốc và nói ông là tìm cách lật ngược kết quả bầu cử và ông có nói là chúng ta đang kiểm soát tất cả. We control them all. Và trong này có nói luôn là bao nhiêu thượng nghị sĩ, bao nhiêu dân biểu, và Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ở tại Thượng viện. Và trong đây ông Trump Jr. tách rất là rõ ràng là rất đơn giản. Chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta làm, chúng ta đang kiểm soát tất cả họ. Đó. Thì coi như là bây giờ tất cả con trai ông Donald, ông Donald Trump cũng dính trong vụ này. Nhưng mà cho đến nay thì Ủy ban sáu tháng Giêng chưa có uh, kết luận, chưa có nói gì cả. Thì uh, một ngày trước khi tin này tiết lộ ra thì người em gái của ông là cô Ivanka Trump có ra điều trần, tình nguyện ra điều trần trước ủy ban 6 tháng giêng qua cái gọi là trực tuyến. Không biết là cô nói như cô chưa bị chát đòi ra, nhưng mà cô tự động cô ra thì bà dân biểu uh, Liz của Đảng Cộng hòa tiểu bang ông mình một thành viên của ủy ban này bảo là những lời những cái lời cô Ivanka Trump nói rất là rất là hữu dụng, nó chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà trong tuần qua thì cái ủy ban này Ờ, đã chuyển qua bên Hạ viện và Hạ viện đã bỏ phiếu ờ, yêu cầu Bộ Tư pháp truy tố hình sự hai người mới nữa đó là ông Peter Navarro cựu cố vấn kinh tế cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump và ông Dan Scavino từng là phó tránh văn phòng của ông Donald Trump đó. mà ông Dan Scavino này là trong cái ngày 6 tháng năm 2021 nghĩa là bàn bạc với ông Trump cả 7-8 tiếng đồng hồ thì người ta muốn biết hai người này làm cái gì riêng ông peter navarro sau này viết một cuốn sách uh, còn kể ra nữa là uh, ông đã cố vấn cho ông trump như thế nào để lật ngược lật đổ chính quyền uh, sắp sửa được uh, tuyên thệ của ông joe biden và bây giờ ông còn trên trang web ông thì ông lại đưa ra những cái chuyện ông bảo rằng ông trump là tào lao khi mà nói là kết quả bầu cử bị gian lận nó ông này thì không biết sao ông, ông ông gọi là quay đầu ông ông quay đầu xe đó, thì mình biết nhưng mà dân ủy ban này họ gọi hai ông này ra đó điều trần hăng này không ra không ra thì giờ họ bỏ phiếu và hạ viện cũng đã bỏ phiếu luôn yêu cầu bộ tư pháp truy tố bộ tư pháp không biết bao giờ mới truy tố bởi vì cái người mà ủy ban này yêu cầu trước đó nữa cả mấy tháng là ông mark Meadow cựu tránh văn phòng tòa cáo cũng bị cái tội là khinh thường quốc hội mà cho đến nay, uh, cái, cái uh, uh, bộ tư pháp vẫn chưa có truy tố. Trước đó thì ủy ban này có cái tội cái ông Bannon, cựu chiến lược gia của ông Trump, thì đưa qua một cái là bộ tư pháp xử liền. và bây giờ tháng 7 nó phải ra tòa, có thể ông bị phạt 100 trăm ngàn và bị tù một năm, cái tội khinh thường quốc hội. Thì bây giờ người ta đang thắc mắc là tại sao Mark Medo qua như thế mà chưa thấy làm gì cả. Rồi bây giờ tới hai ông này, ông Scavino và ông Navarro thì sao đây? À, thì trong những ngày qua, ông Merrick Garland là bộ trưởng tư pháp đang bị gây áp lực rất là mạnh mẽ từ phía bên quốc hội. Bảo là ông phải làm gì chứ còn ông không thể nào mà ông cứ ngồi yên như thế. Ông không thể nào cứ ngồi yên như thế, ông phải truy tố, bởi vì chúng tôi không có khả năng truy tố bởi chúng tôi là quốc hội nhưng chúng tôi đã đưa qua bên ông thì ông phải có nhiệm vụ truy tố thì thậm chí đã có những người bên đảng dân chủ lại yêu cầu cái ông merrick Garland từ chức luôn bởi vì ông không làm công việc của ông nhưng mà merrick Garland, ông nhất định ông bảo rằng là không có gì phải vội vã chúng tôi không bị ai gây áp lực và cách đây vài ngày trong cuộc họp báo ông nói là chúng tôi sẽ dựa trên các sự kiện và dựa theo luật pháp tùy theo luật pháp cho chúng tôi hành động tới đâu chúng tôi hành động tới đó chúng tôi không bị áp lực đó thế tại sao xảy ra chuyện này đó là câu hỏi lớn tại sao ông stevenen bị truy tố mà ông mark Meadow không bị và có thể là ông Peter Navarro và cả ông Dan Scavino và có thể là cả người con trai của ông Donald Trump luôn không bị gì cả Trước đây trên chương trình này tôi có nói một lần Sở dĩ cái ông Stephen ông bị truy tố dễ dàng vậy bởi vì lúc ông phạm tội Ông không còn là nhân viên tòa học nữa Lúc ông làm công dân thường thì ông sẽ bị truy tố Ông đã bị truy tố rồi vấn đề xử đó thôi còn cái ông Mark Meadow Ông Peter Navarro Và ông Dan Scavino Lúc đó đang là nhân viên tòa bạch Ơ ờ, Đó là cái khó cho bộ tiêu pháp Thế thì một số người ta bảo như thế này Một số học giả bảo đúng Nhưng mà ông Peter Navarro đó Ông là cố vấn kinh tế Nhưng ông đi cũng là cố vấn về vấn đề bầu cử Thì cái đó là sai Cái đó có thể truy tố được còn ông Mark Mado thì ông tránh văn phòng bao gồm nhiều thứ ông Dan Scavino là phó văn phòng cũng bao gồm nhiều thứ nó bao la hơn nhiệm vụ nó bao la hơn nhưng mà đó là chỉ là cái đề nghị của các học giả thôi nhưng mà cái điểm chính là chỗ này nè từ mấy chục năm nay bộ tư pháp hoa kỳ là cái bộ thường họ không có truy tố nhân viên bên hành pháp rất ít khi trừ khi nhân viên đó bị tội hình sự thực sự mà do một cơ quan công lực truy tố ví dụ tội giết người tội đánh đập tội gì đó bị tòa án địa phương kết tội thì lúc đó bộ tư pháp mới nhảy bộ bộ tư pháp có một cái truyền thống luật pháp không quy định nhưng từ xưa tới giờ họ luôn luôn tìm cách bảo vệ những nhân viên ở bên hành pháp bởi vì sao họ có cái lý của họ luôn họ bảo rằng là lập pháp là bên quốc hội và hành pháp ngang nhau quý vị không có quyền xen vào bên hành pháp bởi vì làm như vậy là nó sẽ không nó mất đi cái tính gọi là gì tam quyền phân lập mỹ cái đó là cái cò cái cái, cái 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 cốt lõi của chính phủ mỹ tam quyền phân lập là hành pháp lập pháp và tư pháp mấy anh không được xía vô với nhau anh xía vô cái là coi mất cân bằng thì đó là cái lập luận bộ tư pháp từ xưa tới giờ họ tránh truy tố từ tổng thống cho tới những ai làm việc của tổng thống đó là cái truyền thống của họ luật không không có quy định như thế nhưng mà vì cái hiến pháp nó như vậy và các đời bộ trưởng tư pháp của mỹ đều hiểu như vậy đó là về phía bên Bộ Tư pháp Nhưng bên phía lập pháp hoặc cái khác Họ bảo chuyện này nó quan trọng Bởi vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra Chuyện này đổ máu Chuyện này lật đổ chính quyền Thì anh không thể làm như vậy được Chúng tôi đề nghị anh phải truy tố Vì nếu anh không truy tố Thì anh cũng là mất cái tam quyền phân lập luôn Tức là bên hành pháp có lợi hơn lập pháp À, bởi vì anh bên hành pháp anh tấn công cơ quan lập pháp đó thấy đấy giờ đấy giờ rắc rối thế cơ chứ còn rắc rối thế nào nữa tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sct ơn cái việc của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái chuyện mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang bị bên cái ủy ban 6 tháng giêng này nói chung là Hạ viện Hoa Kỳ đang áp lực là phải truy tố những cụ nhân viên tà bạch ốc mà bị cho là có âm mưu lật đổ chính quyền vào ngày 6 tháng giêng 2021 và bây giờ hai bên đang gọi là trước đây là thân thiện nhau giờ thành ra là kẻ thù bởi vì ông Merrick Garland, ông không chịu quý vị sẽ đặt câu hỏi của tại sao mà ông này ông không nghe lời ông, ông biden ông ông biden đề cử ông bổ nhiệm ông vào làm ông lính biden nhưng mà quý vị không hiểu cái này mới là cái hay của nước mỹ và cái hay của ông biden mặc dù ông biden ủng hộ truy tố như thế này chính ông biden nghĩa là ủng hộ chuyện là đưa những hồ sơ ra cơ mà nhưng mà ông biden hoàn toàn không áp lực ông Garland ngược hẳn với Donald dây Trump tổng thống 4 năm của Hoa Kỳ. Điểm thứ hai là họ giữ cái tư thế, ông Biden giữ cái tư thế không xen vào chuyện Bộ Tư pháp mặc dù Bộ Tư pháp nằm dưới ông. Bộ Tư pháp tuy nằm trong hành pháp nhưng trong vấn đề truy tố lại độc lập. Và Bộ Tư pháp suy nghĩ, mặc dù ông Merrick Garland ông nào không cần biết, họ cho rằng anh lập pháp không có quyền xí ở đây anh nộp qua cứ được nộp còn truy tố không có chuyện của tôi và tôi truy tố tôi phải theo luật mà luật nó bao lai. thì người ta mới hiểu ra là truyền thống xưa bộ tư pháp không làm vậy thì bây giờ ông lập pháp bảo nếu anh không làm vậy thì anh cũng không cân bằng quyền lực luôn một anh thì bảo rằng là nếu anh xía vô là không cân bằng quyền lực Một anh kia bảo chuyện lớn như thế này mà anh không làm anh bao che Tức anh cũng không cân bằng quyền lực luôn thấy chưa đó nó có cái chỗ đó là cái điểm mà dở của nước mỹ điểm son là cái chỗ đó là ba nhánh nó độc lập nó không ăn hiếp được với nhau không nhánh nào được hơn nhánh nào ngày xưa đó năm thập niên tôi nhớ năm 1996 khi mà ông bill clinton làm tổng thống cái thời đó họ thông qua một cái đạo luật mà được thông qua đàng hoàng quốc hội thông qua luôn nó gọi là item veto tức là cái ngân sách của ông tổng thống quốc hội mà đưa lên đó hiện nay đó là ông tổng thống một là chuẩn thuận hết hai là gạch hết chứ không có gạch từng cái thì mỗi lần như vậy ông tổng thống mà gạch cái là đi hết là phải đưa lại làm lại mất thì giờ thì họ mới thông qua luật like item veto ta đưa lên trong ngân sách có 10 khoản ông tổng thống không thích cái khoản số hàng ông tổng thống gạch thì coi như chín khoản kia thành luật cũng bị kiện lên và tối cao viện bảo ê như vậy là ông tổng thống có quyền hơn như vậy nó không còn cân bằng quyền lực thế là họ bác bỏ mặc dù đã được thông qua rồi nha tu chính án cho làm sáu đàng hoàng nha quý vị đó chờ lại vấn đề thế thì bây giờ đó trong trường hợp này làm sao đây ông hành pháp lập pháp tư pháp không làm việc nhau cả nhưng mà nước mỹ giờ trước giờ nó vẫn ok nó vẫn không sao nó không có chuyện này xảy ra cho nên mọi người thấy ok cho đến khi năm 2017 cho đến năm 2020 bắt đầu nó không ok Là bởi vì dưới thời ông Tổng thống 4 năm Ông phá vỡ những cái chuyện này Những cái truyền thống này, những cái luật lệ này Ông bảo ủa luật đâu có, luật có nhiều quá nhiều kẽ hở Luật đâu làm gì được tụi mình đâu Tụi mày cứ quậy đi bộ tư pháp không truy tố đâu Bởi vì tụi mày đang làm việc cho tao mà, có đúng không nào đó thế giờ luật của Mỹ cũng như luật nước nào cũng vậy đó nó chỉ áp dụng cho gì những người nào mà gọi là những con người tôi gọi là những con người thật sự là con người con người ta nó có một số tiêu chuẩn nào đó có ra đường người thấy thấy tiền dưới đất dưới đất đâu có ai cấm mình lấy đâu quý vị nhưng mà lương tâm mình không cho phép làm chuyện đó đúng không mình hỏi có tiền của ai trả lại chứ mình cầm bỏ túi mình đâu có lỗi gì đâu nhưng mà ông Trump là ông bỏ túi tại vì sao luật đâu có cấm ta bỏ túi đâu thì đó Chính vì những người làm việc trong Trump Họ làm những chuyện mà trước giờ chưa bao giờ làm hết Chưa bao giờ có ai làm hết Thành ra bây giờ là lập pháp với lại tư pháp là cũng Với hành pháp là lấn cấn Bởi lúc chưa bao giờ gặp trường hợp này luôn Là ngay chính nhân viên chính phủ đi lật đổ chính quyền Thấy chưa quý vị Cái hay của nước Mỹ là nó tam quyền và lập Nhưng cái dở nước Mỹ khi gặp một người Mà kiểu như ông muốn làm vô nó pha vỡ hết Người mà không phải là trong cái gọi là con người bình thường Giống như tôi đã từng nói với quý vị nhiều lần Đi vô ăn đám cưới 10 người trong cái bàn đó 10 miếng chả Ai cũng biết mỗi người một miếng Đâu có luật nào nói mỗi người không được ăn một miếng đâu, đâu là... Nhưng mà ông cầm gặp tới ba miếng Bây giờ mới kẹt Hiểu ý, hiểu ý tôi nói rồi gì Bây giờ nó ra vấn nạn này Thế thì sao Tôi thấy một số người ở trong nước Họ chê nước Mỹ mà họ chê đúng ở nước mỹ như vậy đó là loạn như vậy là tổng thống này các nhân viên tổng thống làm bậy không ai dám làm gì hết trong khi trong chế độ cộng sản việt nam chế độ cộng sản việt nam có cái giờ đó độc đảng độc quyền đúng không ai cũng biết đó. có thể đàn áp người khác đúng không mà không ai có quyền xét xử đúng không Vì tôi không nói chuyện tôi đang chỉ nói chuyện mà mà ngăn chặn những trường hợp vậy thôi trong nước quý vị thấy không cái kiểu mà trịnh văn quyết này đỗ anh dũng này ở ờ, Phan Quốc Việt này, đỗ quyết là các thứ này, đó, trong mấy cái vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh là những tay này cũng lợi dụng luật pháp luôn, biết là à mình làm thì chắc mình không bị đâu, bởi vì luật pháp nó cũng rằng nó cũng chẳng chịt nó có cái hở, nhưng mà nó có đảng, <laughs> đảng nó xử luôn ông ơi, nó không có đợi với điều tra, ủy ban kiểm tra trung ương đảng nó làm luôn bởi vì mấy anh này đảng viên hết, thấy chưa? Cái dở đó là đảng kiểm soát hết Nhưng mà có cái hay là khi cần triệt là đảng triệt luôn Chứ không đợi Không đợi đúng luật như kiểu bên Mỹ có Cái này không có nghĩa là ông dung Dũng khen bên kia nha Không có khen cái... Tôi phân tích cho quý vị nghe Quý vị công nhận không Mỹ có cái hay của Mỹ Nhưng mà hay chỉ với những người mà biết làm người thôi. Còn những người không phải làm người Nó sẽ phá vỡ cái hệ thống của Mỹ Cái hệ thống này hơn 240 năm Không có vấn đề gì cả Bây giờ có vấn đề người ta không xử được Bởi vì chưa bao giờ có Có bao giờ mà nhân viên chính phủ đi lật đổ Đi hâm mưu lật đổ chính quyền Mà bây giờ ngay chính bộ tư pháp Ông Merrick Garland ông không dám làm chuyện này Bởi vì làm này nó sẽ phá vỡ cái truyền thống của bộ tư pháp Và nó làm cho bộ Cho cái nhánh mà hành pháp Bị yếu đi hơn là nhánh lập pháp Bởi vì ông không muốn trong tương lai là các thành viên quốc hội Ghét ai lại đưa người ta ra truy tố nữa Thì chết bị lạm dụng có đúng không Cho nên có lẽ vì vậy bỗng lương lượng, lượng có thể thôi mình cho thoát mấy con nhạn này nhưng mà giữ vững được cái truyền thống đó nhưng mà rõ ràng kẻ có tội chạy thoát bên việt nam không chạy thoát được anh có tội phải không à anh ỷ là anh mua bán đàng hoàng đúng luật chứ gì flc là anh đẩy giá lên gì tôi bắt nguội anh luôn được không không cần xử tội rõ lành rành như thế xử làm cái gì mất thời gian tốn tiền của dân dân mà nó vẫn thoát tội được mà có khi tội nó còn nhẹ nữa, xử luôn Bên Việt Nam nó có nhiều cái dở Nhưng trong cái chuyện mà bắt mấy tay mà tham nhũng Nó có hay Là tôi đốt từ Trung ương tôi đốt xuống luôn Xong cái tôi khai trừ đảng Khai trừ các chức trong đảng Xong đầu tôi bắt Tôi được lợi đó là gì Đảng viên không bao giờ bị bắt Tại lúc bị bắt là hết đảng rồi Có đúng không Đó có ai rồi đó trước khi tôi bắt nó khai trừ đảng rồi tôi bắt này đó nó đã khai vậy thì quý vị thấy hai cái hệ thống không cho nên bây giờ đó trên thế giới người ta lắc mắc người ta đang phân vân không biết theo cái hệ thống nào từ ngày ông Donald Trump lên tôi bảo tôi chết cha rồi hệ thống tư bản của Mỹ nó có vấn đề ông ơi rõ ràng luật pháp nó kẽ hở luật pháp nào cũng có cái hở hết không luật pháp nào hoàn hảo phải nhớ cái điều đó nhưng những người mà gọi là tôi gọi là đáng xứng đáng là người đó người ta thấy cái điều đó sai không giờ người ta làm không cần ai nói người ta bước vô cái bàn ăn người ta biết ngay là 10 miếng chả giò này người ta đếm đến 10 người, người ta hiểu ngay người ta chỉ được một miếng không ai dạy người ta hết nhưng đây là có người đã bắt đầu phá rào nó mới xảy ra cái chuyện con ông tổng thống cũng làm chuyện đó này tránh văn phòng ông tổng thống cũng làm này phó văn phòng cũng làm này cố vấn kinh tế nhảy vô đi cố vấn lật đổ chính quyền luôn nó loạn ông ơi bên việt nam họ cười mỹ cười việt nam nhiều vụ mà vụ này việt nam cười mỹ việt nam nó thế ta ngon không lò <laughs> lò tao đốt lên là mày cỡ nào tao đốt đó. đốt sách thấy không không cái đó mình phải nói thẳng với nhau đó đôi khi có những kẻ mà thưa quý vị không xứng đáng con người thì không nên áp dụng luật với người đó mà phải chơi luật rừng thẳng thắn là như vậy chúng ta chỉ nên áp dụng luật với những người biết tôn trọng luật và biết rằng có những kẻ hở không nên bước qua mặc dù nó là kẻ hở giống như trước khi chấm dứt tôi nói với nghe quý vị đi ngang nhiều cái nhà họ làm bằng rào mà kín cổng cao tường là đúng là họ chạy lên trộm có những nhà họ chỉ làm hàng rào được một mét hoặc nửa mét Chơi cho vui thôi Hàng rào đó để người ta cho biết là ranh giới anh đừng bước qua Hàng rào đó là để người ta ngăn những kẻ đàng hoàng Còn thằng nó không đàng hoàng thì thưa quý vị Có gắn 10 mét nó cũng nhảy qua có đúng không Mình thấy hàng rào biết ngay đó là nhà riêng của ta Mình không châm nhập gia cư bất hợp pháp Còn Trâm thì ông nghĩ Ủa hàng rào nó thấp quá mình nhảy qua được mà Đó là vấn đề Thấy không Cảm ơn quý vị rất nhiều Theo dõi chương trình này chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.